Xin chào anh chị và các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách sử dụng hàm sort để sắp xếp dữ liệu trong Excel. Mình cùng xem xét bảng dữ liệu về thông tin cửa hàng với số giao dịch và doanh thu như ở đây. Thì với bảng dữ liệu này, thông thường á, mọi người sẽ sắp xếp dữ liệu bằng cách là chọn khách hàng tiêu đề nè và một sort and filter, mọi chức năng filter. Thì bây giờ chúng ta đã có thể sort dữ liệu theo bất cứ cái cột nào mà chúng ta mong muốn rồi. Tuy nhiên cách này là cách thủ công, bởi vì khi mà có dữ liệu thay đổi ấy, thì chúng ta sẽ phải sort lại một lần nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ dùng một cách mới là cách sử dụng hàm sort ha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nhập hàm sort vào. Biến số đầu tiên là array. Array là cái vùng mà chúng ta cần sắp xếp dữ liệu ấy. Thì trong bài này chúng ta sẽ sắp xếp dữ liệu hết nguyên một bảng luôn, cho nên là chúng ta sẽ chọn hết bảng dữ liệu. Thì cái hàm sort này mọi người không có chọn hàng tiêu đề nha, mọi người chỉ chọn cái vùng dữ liệu ở bên dưới thôi, không chọn hàng tiêu đề. Phải sort index là số thứ tự của cái cột mà chúng ta muốn sắp xếp á, ở trong bảng. Thì bây giờ giả sử mình muốn sắp xếp cái số giao dịch đi, thì số giao dịch là đứng thứ ba nè, đứng thứ ba ở trong cái bảng dữ liệu của mình, cho nên là mình nhập số 3. Phải sort order nghĩa là thứ tự sắp xếp. Nếu mình nhập số 1 á, là Excel sẽ sắp xếp theo là thứ tự từ thấp đến cao là tăng dần. Còn nếu mình nhập trừ 1 á, là sắp xếp dữ liệu từ cao xuống thấp là giảm dần. Thì đối với số giao dịch mình muốn sắp xếp dữ liệu từ cao xuống thấp, cho nên là mình nhập trừ 1. Rồi đúng không ạ? Đây. Ở đây là Excel đã sắp xếp lại cái bảng dữ liệu của mình theo số lượng giao dịch là từ cao xuống thấp nè, cao nhất là 287 nè, kéo dài dài xuống thấp nhất là 109 như ở đây ha. Rồi giả sử trong trường hợp á, mà mình muốn sắp xếp theo nhiều nhiều điều kiện, nhiều điều kiện thì sao? Thì bây giờ á, trong cái cột này nè, trong cái hàm sort này nè, mình sẽ thêm một cái ngoặc nhỏ. Giả sử bây giờ mình muốn sắp xếp theo doanh thu nữa đi, thì mình sẽ có doanh thu là cột thứ tư, thì bây giờ là có cột thứ ba nè, thì mình nhập cột thứ tư, đóng cái ngoặc nhọn lại. Rồi. Bây giờ do chúng ta có hai cái cột cần phải sắp xếp á, nên là chúng ta cũng phải nhập hai cái sort order luôn. Doanh thu thì mình cũng là sắp xếp theo chiều từ cao xuống thấp, cho nên là mình cũng nhập là trừ một vô. Trông có vẻ là không có gì thay đổi đúng không ạ? Bởi vì cái số giao dịch nè nó đã sắp xếp rồi, từ cao xuống thấp rồi. Bây giờ mình giả sử đi, cửa hàng 006 này là 287, mình giả sử cửa hàng 009 mình cũng cho cái số giao dịch là 287 đi. 009 cũng 287. Đó, mọi người sẽ thấy là 009 được đôn lên trên này nè, bởi vì cùng một số giao dịch là 287 nhưng mà doanh thu của cửa hàng 009 cao hơn, cho nên đó là cửa hàng 009 xếp ở phía trên. Rồi giả sử như bây giờ đó, mình không có muốn xếp theo giao dịch trước mà mình muốn xếp theo doanh thu trước, thì lúc này á, mọi người chỉ cần đổi thứ tự hai cái cột ha. Thì bây giờ cái cột doanh thu là cột số 4 nè, mình cho lên trước. Rồi tới cái cột giao dịch đó là cột thứ ba nè, mình cho ra làm sao. Đây, bây giờ á là bảng dữ liệu của chúng ta đã được sắp xếp theo là doanh thu lên trước rồi nè mọi người. Doanh thu là từ cao xuống thấp nè, xong rồi mới tới giao dịch nè. Đây, giao dịch này mặc dù 280 nhưng mà nó nằm ở phía dưới, bởi vì doanh thu của nó thấp hơn mấy thằng kia. Đó, đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng hàm sort. Thì cái hàm sort này á, mình sẽ có thể kết hợp thêm với hàm filter nữa nha mọi người. Ví dụ mình muốn lọc ra các cửa hàng ở miền Bắc đi. Đây. Rồi, mình sẽ nhập hàm filter vào. Đó. Thì hàm filter biến số đầu tiên là array nè. Array là cái vùng mà mình muốn lọc dữ liệu, là mình chọn hết nguyên một cái bảng đi. Rồi, mình sẽ phải include này là cái cột mà chúng ta xét điều kiện để lọc. Thì đối với hàm filter chúng ta sẽ chọn toàn bộ cột, chứ mình không có phải là nhập con số giống như hàm sort nha mọi người. Mọi người lưu ý cái này ha. Thì chúng ta chọn nguyên cái cột vùng này, rồi mình cho nó bằng với lại cái điều kiện là miền Bắc của chúng ta ở trên này được ha. Rồi đóng mặt lại và enter. Thì bây giờ á là chúng ta vừa lọc ra được những cửa hàng ở miền Bắc nè, vừa sắp xếp được doanh thu nè. Đó, giả sử chúng ta thay đổi là cửa hàng ở miền Trung đi. Đây thì Excel sẽ lọc cho chúng ta những cửa hàng ở miền Trung và tự động sắp xếp theo doanh thu. Thì khi mà cái biến số về doanh thu thay đổi đi, giả sử mình sẽ thay đổi cho cửa hàng số 22 này, thôi mình thay đổi cửa hàng số 19 này đi, nó lên thành là 139 triệu ha. Để coi, rồi ở đây nè, 139 triệu. Rồi đó, thì ở trên này á, là cái dữ liệu, cái thứ tự về các cửa hàng sẽ tự động được cập nhật mà chúng ta không cần phải sort lại một lần nữa. Thì đây chính là cái cách mà sử dụng cái hàm sort và cũng như cách áp dụng với hàm filter nha mọi người. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều video hữu ích nha mọi người. Cảm ơn anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.